Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 12 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin thời tiết ngày hôm nay, chúng tôi xin cập nhật đến quý vị diễn biến của cơn bão Mela. Vào hôm 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão trên khu vực miền trung của Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và vào khoảng đêm nay thì bão Mela sẽ vượt qua miền trung Philippines và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 119,3 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 13 giờ ngày 17 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió Đông Bắc mạnh, nên từ đêm nay, vùng biển phía Đông, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Quay trở lại với thông tin thời tiết trên đất liền, Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và sáng mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm xuống phía nam kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao hoạt động mạnh, khiến cho toàn khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc còn xuất hiện mưa rào rải rác, rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 10 cho đến 13 độ, vùng núi chỉ còn từ 8 cho đến 10 độ đến trưa và chiều mai thì nhiệt độ cũng không vượt qua ngưỡng 16 độ. Với thời tiết như thế này, ngoài việc chủ động phòng chống rét cho vật nuôi, bà con cũng cần áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng. Ví dụ như không gieo trồng rau màu vào những ngày nhiệt độ thấp, có sương muối hoặc là băng giá. Cần làm giàn che sương cho cây trồng. Bà con nên tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục, lân và kali và tuyệt đối không được bón đạm vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ. Bà con có thể lấy cho dơm cho vào gốc cây để cho cây tạo bộ rễ mới có sức chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tiến hành tưới rửa xương cho cây vào buổi sáng để lá không bị táp, phun thuốc phòng bệnh theo hướng dẫn sử dụng. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, đời gió đông bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình tại đây sẽ gây ra mưa rào và rông cho các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên, trong đó một số nơi còn đạt đến lượng mưa vừa, mưa to và rông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với mức nhiệt từ 15 cho đến 17 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên thì nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng từ 20 cho đến 28 độ tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước về tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào rải rác gió nhẹ trời rất đậm vùng núi cao có rất hại nhiệt độ thấp nhất từ 12 cho đến 14 độ cao nhất từ 15 đến 18 độ và độ ẩm trung bình từ 87 cho đến 92 Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10 cho đến 13 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 13 cho đến 15 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Tại đây trời nhiều mây, phía Bắc sẽ có mưa một vài nơi, còn phía Nam thì có nơi có mưa vừa, mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, phía Bắc có nơi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc là từ 13 cho đến 15 độ, còn phía Nam từ 16 cho đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 15 đến 17 độ và phía Nam từ 20 cho đến 23 độ. Độ ẩm trung bình phía Bắc từ 83 đến 88%, phía Nam từ 86 đến 91%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây. Phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Còn phía Nam có mưa vài nơi ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại đây giao động từ 19 đến 24 độ. Và cao nhất biến đổi từ 26 cho đến 32 độ. Độ ẩm từ 80 đến 90%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 82%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông từ 21 đến 24 độ, miền Tây là từ 24 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 32 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.